bôn phía tràn xuống nhóm vì video môn hà bơ sân chiến chậm cài bản hái ta tự luận đầu nà mà xung nguồn ô hay nhiều đằng giảm hay thà bằng hai chậm bôn rồi bỏ cả sẽ cắm mình thà ta rồi bỏ những chậm sạch tế xung bây tè rồi bỏ đồng năm vô tự sắc hay đồng năm dường cả sẽ phó thông đà nít cô về mình phiêu lũng bạc tận nâng cả lộ trình và cả lộ trình chẳng hay bàn cả sẽ cam được nông bộ tịch máy tại tại tập tu bàn là phi ra chơi tràn và nếu như nhóm trong một hai nhóm pi an cùng cái bọc nhóm để về miền sao tích sao tràn và miền hai chia mình chỉ tràn để hai chia mà tao nữa những anh bạn cùng cái sạch nữa thầy lụa ở tràn hai bạn thầy cùng cái sạch khuyên thà tiếp xa về đường bộ bạ men vấn đề của đời xa dương mình trong lụa thu nhưng lụa một bờ quán cứ đường admin cái bảo kê thì bạn bởi dương lụa một bờ quán mà có lỗ dương chuyển đánh tràn có vấn đề xong tôi dương chuyển đánh tích vấn đề dương lụa bán tràn mà hay bởi dương bộ tới viên nơi ta chuyển đánh tê bạn viên nơi ta chuyển đánh tê là không cả tình cồn cả khi dù mà chuyển chậm bạn hay trong trong rập bóng ổn tha nơi pê đại bóng ổn su ông pi bánh hà tiệp xá nhưng trong vị phía trẻ trong phía tha cả dịch cam bỏ sọc máy dương miền pi bay cả tầm đấy để khi ông cất thà hạt ấy ban nhận phơi cả dịch cam tay là rốt chảo chả bạn nhận khla đầm đỏ từ lông xoay chân ti mi từ lông mi ấy chân tơ cổ chốt nhận khla chậm cái chậm tơ cổ chốt khla cổ chậm tay chậm ấy tơ cổ chốt chăng à về đây nhóm tay lư về phụ kế khi tay thì nên dẹp nhóm tha ăn miên tiệp xa và ăn miên tiệp xa chăng dương cái lệnh mời trẻ nó về đây dương para pịa thọ ăn miên tiệp xa xâm rạp xâm mai pi pon mà thầy ní nhóm cất hạ đôi chân đường hồ xâm mai tích vì pru đời xa ăn miên tiệp xa vì muốn đời xa bóng ôn nhưng ngặt trẻ lụa ở luôn này ban đây thà bóng ôn dừng khâm thà bàn gần cài bẹp ní này này bạn bàn cài bẹp chế chập tới cứ vô tập xá hay vô tập đoàn tập xá và này thả mấy và này thả chạm oi kia nhận tình đừng oi tầm lại mình luôn ấy ở thiên đặt thả lụa của má này cứ chạm mơ nhận tình việc kho hạt trâu ấy vừa được ra cả tình đủ cứ sài từ lừa ta miên tầm rau cá rứ muối có miên rứ có miên miên miền cạp cột cung hay là đầu cả bạn trong plech khan khan dây đường tìm xa dù mà bóng phun cận mưa thả lâu nhưng miền cà lụa bạc mạch là mà bóng phun mà nhìn luôn có thừa bàn lỏ quật trồ từ phần dân cùng quật social media quật phô lụa từ của lụa bàn lạch prong priết chứ ra khi miền cái chúc chứ ra là không cả lụa bạc mân tha ta chỉ gần kẹp như thế vẫn ta kiếm trong đó là rộng tới gần kẹp ngày này bạn gần kẹp và bóng phun cho được không Facebook group Facebook group nhóm dây tầm channel cho bóng phố nâng râu khơi mình channel chỉ tràn xâm tốt group chỉ tràn phê chỉ tràn tệ tông cho mùi nâng cả lụa đồ bạn chứng bóng phố nâng join group nâng tớ hay bóng phố thọ rụp nâng cạp sát sát phọc bạn tại cơ ta đã phương ấy dương ọt chốc chê nâng cả lụa nâng lơ Facebook cứ trẻ tìm mũi dương tầng ọc nhé giờ tập phụ nè sẽ lành một các bạn sẽ lành một cái hạt hình lộ cái về chỉ biết xét nè để thôi cài cái dù hình dây này đang chạm đào tích của sạc nhóm thôi cài cái nó bị chuyển đọc cho năm hai bạn hãy bảo khi nhóm tự lộ cái nó cứ khi nhóm mình hiện thế chẳng dương bị chạm này chứ khu các bạn bởi dương ọt sâu kết cu rừng lối của đời xa dương kết cu rừng ở rộng cho đàn chỉnh chẳng tấu dương thơ ấy cũng sao chị bàn lùi đây vừa đã xa chụp cháy vì bà con chị trao cả lùi muối này đầm bay vừa tung thả về chụp cháy đừng chụp cháy hay bởi này kịp đạp nhóm thả ố nhóm chụp cháy đưa ra bài chất nâng trao ấy vừa đã giải kì miền lùi xóa tràn cầm vấn đề bởi xin chị bóng ôn để thả miền lùi mồm mồm tê hay quật trẻ thả quật trong chụp cháy chứng cần lưu mùi này để vô tung thái chốc cháy rửa nó chỉ bảo chị đã tôn năng lội vậy chẳng nhóm tha bóng ôn ọt chốc cháy và này thật bóng ôn ọt lụa đách ọt bàn lùi đời xa giảng mạch đời xa bóng ôn miên Facebook hơi cầu tay bóng ôn ọt sơ dù lành lùi dù lành à rom giảng mạch bà miên rương xe bà miên rương kỳ phô
គេแชร์ស្អីស្ទอรี่អីចាប់រំលោភគ្នាឬក៏រឿងអីគេឆ្លោះគ្នាគេតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអត់បានប្រយោជន៍បងប្អូនចូលចិត្តแชร์ច្រើនបាទសម្បីតែបងប្អូនខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលផឹកស៊ីអីអាចឡាយបានបាទផឹកស៊ីឡាយបានជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិចូលក្លឹបអីអាចឡាយបានប៉ុន្តែបើសិនហ៊ានឡាយលក់កង្កែបអត់ហ៊ានទេបាទព្រោះដោយសារយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់មុខបាទស្រឡាញ់មុខមាត់អីមើលស៊ីអារម្មណ៍អត់ស៊ីលុ
បងប្អូនមើលឃើញលុយហើយបងប្អូនដឹងថាវាបានលុយហើយមិនតែអត់ធ្វើទេណាបាទតែសួរគេបានតែមើលវីដេអូទៅយូរចោលនៅតែធ្វើការងារដដែលទៅដែរនៅតែស្ដាប់គេទៅហើយដឹងថាអូបានលុយហើយបានលុយហើយចង់បានអាមួយផ្លេតបាទតែអត់មានសកម្មភាពអីទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលចង់ទៅចាប់ទៅបងប្អូននៅតែអត់បានធ្វើអីទេបាទ
chấn nhom bị chạy mà đóng tiết thà cả ta đại đầu tìm xa ở cái nó mình chỉ làm bạn thế còn ta su thà ta bóng ôn hiền rồi hot rồi bóng ôn hiền rồi bóng ôn vừa đôi khi nhom bảo màn chậm nói nên cứ nhom thiền nia thà lụa đằng ở hay nhóm có lụa sạch cùng cái được hiện đấy hay là hội đã sập ngày nít cùng cái được nhom trợ trợ phục cùng anh mồi nó cô vi mình cùng đại bạn ấy phần gờ thà khi nhom mồi thồng chắc nhom trên đỉnh các bạn thạc bài xin đấy bạn còn đấy dương tôi cứ thà chấn kim đây rosi mà đong trên đỉnh cọp thì bạn đội chấn tại dưới bóng bốn có đằng được nhom đây kirosi cứ kirosi trên đỉnh các bạn thạc bài xin này được hàng này chắc nhom lụa hỏi bạn do tầm màn các bạn này chắn vì miền sài xin kia những cái chấm bỏ bóng bốn tôi thường chấm ở vì miền sài xin kia bạn vì miền nào của mũi mà cái lô bay mà cái lô miền bay mà cái lô miền buôn mà cái lô chắc là bóng bốn bạn hay sầm khán cứ dương chép sập sai mà sập sai cứ tập Facebook tới bóng bốn này vài trăm cái extra đây tập vẫn đang cứ lộ đại cho mình ở chương ngày nay video vừa tới riêng vậy tới riêng riêng và chạy nhà rom khăng tích cái lộ bạc của bóng bốn này xong thì tôi chỉ muốn vừa để xa kết thả chỉ vì sao cứ chuyên chuyện dương chưa chết sập hơi đang thả cầm nứt lò hơi đang thả vừa đang bàn lối ấy vấn thế ắt vừa tê vừa để xa có bịa rom luôn anh chương mà bóng bốn hiện chốc xìa rom thần tích ខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងអាចមានចំណូលបន្ថែមជាពិសេសគឺកសិកម្មកង្កែបបែបខ្ញុំនេះគឺចំណាយលុយតិចហើយចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាតិចណាស់បាទកង្កែបខ្ញុំប្រហែលជាមានត្រប់ទៅប្រហែលជា1តោនខ្ញុំលក់អស់សោះប្រហែលជាកន្លះតោននេះខ្ញុំចំណាយប្រហែលជា1ថ្ងៃយ៉ាងច្រើន3ម៉ោងបាទយ៉ាងច្រើនគឺ3ម៉ោងទេបាទនៅក្នុងពេលវេលារបស់ខ្ញុំក្នុងការសម្អាតបដូរទឹកឲ្យចំណីតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាគិតថាវីដេអូនេះវាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនជួយ like ផងបាទហើយជួយ comment ផងដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ដឹងពីចំណុចឯទៀតបាទហើយវីដេអូក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយការជ្រើសរើសមេពូជទិញមេពូជទៅតើវាមានប្រយោជន៍ឬអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like page របស់ YouTube channel របស់ខ្ញុំរួចហើយបងប្អូន turn on បើកកន្លែងសញ្ញាកណ្ដឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនោះដាក់ថា turn on បាទ on notification ទៅខ្ញុំផុសទៅបងប្អូនទទួលបានហើយបាទអរគុណច្រើនពី Healthy Frog Farm Cambodia ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អសំណាងល្អសូមអរគុណ